Hải Xuyên, Tú Flex, Long Suy. Làm người cypher, let's go. Trước khi ngồi ăn là phải mời, trước khi đi ngủ phải đánh răng, sau khi ngủ dậy phải rửa mặt, sau khi ăn sáng phải chuyển răng. Sống ở trên đời phải khiêm tốn chứ đừng cho mình là thượng đẳng. Nói với trẻ con phải nhẹ nhàng mà nói với người lớn phải giả vâng. Chơi với anh em bạn bè phải tử tế mà đã chơi với cuộc đời là phải căng. Learning, loving, playing, flexing, lên đồ, xuống phố, thắp sáng, kinh đô. Learning, loving, playing, flexing, xiên mận, Michelin, xỉa răng, tăm bờ hồ. Learning, loving, playing, flexing. Xin lỗi, ta có điện thoại. Mất cả hứng. Đang hay. Alo, anh đang đi công tác nhá. Yêu em, tối anh về. Có chuyện gì đấy? Hôm nay nghỉ sớm, ta còn phải về với gia đình. Trong lúc chúng ta đang ăn chơi thác loạn, làm những điều đáng xấu hổ, mà mày lại nhắc đến hai từ thiêng liêng nhất là gia đình sao? Chú mày định làm vấy bẩn hai từ đấy ư? Thật khốn nạn. Thằng nào đi chơi mà nhắc đến hai từ gia đình thì đừng có trách. Thúc sinh ta tập thể hình từ năm lớp 1 đấy. Tôi khốn nạn quá. Thúc sinh nói đúng đấy. Cất gia đình vào trong tim đi. Thế tí anh em đi chơi mấy tăng? Chiều thì đá bóng massage, tối đến thì hát kara múa vòng, tổ tôm đánh chắn mở sòng, phun mây nhà khói vừa lòng nhau chưa? Sướng quá. Cả đám lại cùng hát ca, ăn chơi trác táng sa đà hố đen. Gia đình bỗng hóa chẳng quen, bản thân thì hóa lấm lem đầy bụi. Ê, ta đang ở đâu thế này? Ô tô của ta đâu rồi? Ê, anh trả cho cô Kiều, vì cô ấy hát hay rồi còn gì. Sao lại thế được? Thì anh trả bảo cô ấy là vợ, mà anh không tiếc gia đình mình cái gì còn gì nữa. Thôi, uống tiếp đi. Thì uống. Ta đang ở đâu thế này? Kính chào các vị, ta là đại phu. Chào mừng các vị đến với bệnh viện của ta. Sao ta lại ở đây? Nhắm mắt ăn chơi quá đà, mở mắt ra thấy đã là bệnh nhân. Ta có 10 tin xấu và 1 tin tốt. Quý vị muốn nghe tin nào trước? Nhiều tin xấu quá. Thế tin tốt là gì? Tin tốt là ta đếm nhầm, chỉ có 9 tin xấu thôi. Thế còn những tin xấu? Ta đã đọc kết quả xét nghiệm máu và phim chụp X-quang của các vị. Vị này và vị này trong mỡ đã không còn một chút máu nào, mà trong máu cũng không còn một chút bạch cầu nào cả. Cái đấy thì ta biết rồi. Thế có ảnh hưởng đến sức khỏe không? Công tử không cần phải lo về hai từ sức khỏe nữa, mà chỉ cần lo về từ sức thôi. Sau này bị ốm thì không cần phải uống thuốc cho phí tiền, cứ gồng lên là được. Thế thì vẫn ăn chơi được. Còn đặc biệt là thực thể này, sắp tới chắc là phải đi chạy thận. Chạy thận à? Nhưng đại phu, ta bán hết thận rồi thì không phải chạy thận nữa mà. Đại phu giả, chúng mày cho một trận. Vậy là phải đi chạy cả não nữa. Còn vị công tử này, nếu cứ ăn chơi như vậy thì tốt nhất là nên mua nhà ở gần bệnh viện. Thôi, các vị tinh dưỡng đi. Chào các vị. Chào công tử, ta đến để trả chiếc xe hôm qua công tử tặng lúc ta đang biểu diễn. Ấy, nàng cứ cầm lấy nó đi. Màn biểu diễn của nàng chưa đủ để có được nó đâu. Ta bán nghệ chứ không bán thân. Ta chỉ lấy với đúng sức lao động của chính mình thôi. Làm thế thì mất cả vui. Ăn phân nơi bồ. Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết. Chàng không nghĩ đến gia đình mình ư? Nhưng sống cho bản thân ta thì có gì sai? Đúng khi chàng cô đơn lẻ loi một mình, còn sai khi chàng đã có gia đình. Gia đình là số 1, còn ăn chơi chỉ là số 0 thôi. Trời ơi,
gia đình là số 1, còn ăn chơi chỉ là số 0. Vậy thì một người tôn trọng toán học như ta phải làm sao khi mà số 0 luôn đứng trước số 1? Nó không phải thứ tự, mà là không gì cả. Ăn chơi là thứ cân bằng nhất cuộc đời này. Nếu ta có viết ngược lại, thì vẫn là chơi và ăn. Nếu tha nốt biết đến ăn chơi, thì một nửa của vũ trụ đâu có phải khốn khổ đến vậy. Cái ông tha nốt này cũng đúng là đáng trách, mà cũng đáng thương. Nhưng gia đình là thứ giúp ta cân bằng trong cuộc đời này. Nó là động lực giúp ta lạc quan trong mọi hoàn cảnh. Nên ta phải có một kế hoạch lạc quan cho nó, chứ không phải đặt mình ra riêng rồi bỏ bê thế này đâu công tử. Ta tặng chàng một câu: sống cho người khác là sống cho chính bản thân mình. Chào công tử. Sống cho người khác là sống cho mình. Liệu trên đời này có mấy ai lại lạc quan đến vậy? Sống vì người khác cho mình, trái tim viết được chữ tình cho đi, chẳng nghĩ ngợi chẳng sầu bi, cho đi nhận lại tựa vì lạc quan.